Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có cái con Xiaomi Mi 10S các bác nhé. Thì cái con này nghe anh em bảo là cái loa ngoài của nó đang hiện tại là bá đạo nhất vũ trụ. Thì em sẽ thử so sánh nó với con V60 và cái con Motorola X cộng 2023 này xem thế nào các bác nhé. Thì thực ra ấy, thì là em cũng ít khi nghe nhạc bằng loa ngoài lắm. Nhưng mà hôm nay có nó thì em sẽ test để xem là thực sự là cái tin đồn có đúng hay không. Đây, em đang bật cái loa ngoài ở đây. Thì trước tiên thì em sẽ nghe bằng con V60 trước nhé. Thì em cũng đã bật max cái âm lượng của nó lên rồi đây. Max âm lượng này nhá các anh nhá. Rồi. Rồi các bác, thì vừa rồi là cái con V60, còn bây giờ sẽ là con Mi 10S này. Bật mắt âm lượng này các bác nhé. Rồi ok. Bây giờ sẽ là con Motorola nhé.
Ok các bác, thì các bác vừa nghe cái âm lượng và cái gọi là cái độ hay của ba con này. Thì thực ra ấy là để mà theo cái đánh giá của em thôi nhé, chứ em cũng không có ý áp đặt cái gì, nhưng mà để đánh giá chủ quan của em thì đúng là cái con Mi 10S này là cái loa ngoài nó em thấy nó to hơn và nó đánh cái âm bass ấy nó lực hơn. Thì đấy là cái cảm nhận sơ bộ của em đấy thôi, chứ còn bảo là để cảm nhận hay hay không thì em cũng không 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 có cảm nhận được. Tại vì nhiều bác thì nghe về thiên về chi tiết, rồi nhiều bác nghe thiên về bass, rồi nhiều nhiều bác thì nghe thiên về jazz chẳng hạn, thì em cũng không có đánh giá là độ hay. Em chỉ đang đánh giá là cái độ to thôi, to và cái em nghe thấy âm bass nó lực hơn, nó nghe nó có vẻ nó ấm hơn và lực hơn thôi. Thì em đang thấy là con Mi 10S là hơn hai con này, và tiếp theo là con này thấy là bass nó cũng hơn con V60. V60 được cái là cũng khá là ấm, nhưng mà so với hai con này thì hơi so với con hai con này thì là con V60 vẫn thua một chút. Có nghĩa là hai con này em có đánh giá gần như tương đương nhau, còn đúng là cái con Mi 10S này nó là hơn, là kiểu như là hai con được 8 thì con này nó phải được 10, kiểu như vậy. Đấy là cái đánh giá của em thôi nhé. Còn các bác nghe ấy, thì các bác cảm nhận như thế nào thì comment ở dưới bình luận cho em nhé. Rồi ok, chào các bác.